vải to, giá chỉ 5.000 đồng. Hôm nay chạy ngoài đây là đã đời luôn á. Thiệt á. Sau hai cái khóa huấn luyện á, mấy đứa rút được gì rồi? Không, em muốn rút được gì hết trơn. Em cảm thấy là em phải cảnh giác với đồng đội của mình nhiều hơn thôi. Ủa? Anh thì muốn rút khỏi game show này luôn. Ủa? Anh rút kinh nghiệm là mình rút khỏi game show hả? Không phải chứ. Trời em ơi, sao cái vòng nào tụi mình cũng phải chạy á, cực quá luôn á. Tên chương trình là chạy đâu cho thoát. Tuần này chẳng thấy chơi game. Trời ơi. Tuần này chẳng thấy chơi game. Quậy hoài vậy trời. Trời ơi. Trời ơi, mém là đứt tóc rồi đó. Mới bắt đầu nha. Cái gì vậy? Ủa, vô chơi liền luôn hả? Bắt em đi. Ủa là sao? Chưa mày nhớ, để anh, sao mày quậy dữ vậy? Bây giờ chạy chưa? Không, chưa có nghe cái âm thanh gì hết. Ê, nhưng mà sau 2 tuần á, em bị ám ảnh á. Cái gì? Em bị tiếng đó, em ngủ, em bị giật mình hoài à. Nhưng mà em nói nghe nè, tuần trước có Jackie á, tuần này không có Jackie, sợ cũng bị thiếu á. Thiếu người để chia đội hình á. Ba tụi mình vẫn một đội đi, hai người một đội. Thôi vậy sao được, bây giờ là Phước một đội đi. Đúng rồi, Phước một đội cho bốn mình đội. Hợp lý, em cũng thấy hợp lý. Chào các bạn. Hello. Hello. Xin chào ngày mới nha. Good morning. Hôm nay tâm trạng của các bạn như thế nào? Không vui à, không vui à. Ủa? Ý là không thể không vui à. À đúng rồi. Thật sự là rất là vui và rất là hào hứng. Và riêng là Tiểu Vi, sáng ngày hôm nay vô thì đã chia sẻ với lại Khánh thì là em vui quá, em vui quá. Chẳng mờ một chút nào hết. Là vui chưa? Đó. Người em khỏe quá à. Em muốn chơi tiếp. Em muốn chơi tiếp, em có thể hát một bài tặng cho Halloween không? Chỉ cần ngôi sao. Chỉ cần ngôi sao. 2, 3. Chỉ cần ngồi với em chú tôi. Được không? Em ơi có nhịp xíu được Bé không? Ơi. Được không? Em ơi có nhịp xíu Bé được ơi. Không? Mình có cái nhịp để cho người ta kiểu mình phụ quản, hiểu không bé? Để người ta có thể bè vô giùm em được chứ. 2, 3. Mèo 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 mèo. Mèo 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 mèo. Em đổi bài cũng phải cho người ta biết chứ em. Em đổi bài cũng phải cho người ta biết chứ em. Cái gì mà đang chuẩn bị cái này mà tiên. Không, Vi nó làm giống như là em hiểu ý nó lắm vậy. Ừ, mà kheo kheo. Mà vậy nè. Giống như chuẩn bị trước vậy phải không? 2, 3. Mèo 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 mèo. Giống như chuẩn bị trước vậy phải không? Cái gì là đã tập trước rồi. Cái gì là đầu cái là biết gì. Lại nè. 2, 3. Nhà anh bán mình đổ bài hoài luôn á, hoài luôn á. Nhà anh bán mình đổ bài hoài luôn á. Bài nào thì dancer người ta còn biết, người ta còn nhảy theo. Bán bánh mì la cho em phải không? Đúng rồi. Lại nha. Rồi 2, 3. Đừng nhìn chị chứ không cứu em được. Không có đổ bài nữa nha. Nhà anh bán bánh mì lo cho em. Tập thơ hả? Tập thơ. Ờ, mình đang nghĩ gì vậy? Mình bỏ qua khúc văn nghệ vậy đi. Khúc văn nghệ vườn trường vậy đi. Kỳ huấn luyện kỹ năng trốn thoát đã kết thúc. Không biết mỗi nghệ sĩ đã tự đúc kết cho mình những chiến thuật hay những kỹ năng thoát thân gì chưa? Kêu riêng của BB đó là diệt đồng đội mình trước. Diệt đồng đội mình trước. Đó. Bạn có thể chỉ định một cái tên mà bạn muốn tiêu diệt trước là ai không? Ngọc Phước. Tại vì bản chất Ngọc Phước ở ngoài nó cũng không có tốt đẹp lắm. Khá là gian xảo, lừa lọc, dối trá, ăn gian. Cần phải lên án và bài trừ. Đúng rồi, loại bỏ. Nhưng mà qua 2 tuần vừa rồi mình trở thành đồng đội của nhau vẫn không làm cho anh thay đổi được cái suy nghĩ đó hả? Không, chính vì làm đồng đội anh cần phải tăng cao. Anh phải tăng cái tinh thần nó lên hơn nữa. Nên anh tới với chương trình này với mục tiêu là tiêu diệt Ngọc Phước, tiêu diệt Ngọc Phước. Hay quá. Nước mắt vừa trong. Thực ra sau chương trình này em đúc kết được nhiều thứ lắm. Về tinh thần đồng đội, về tình bạn, về niềm tin nữa, niềm tin về cuộc sống, niềm tin về âm nhạc,
tin về cuộc sống, niềm tin về âm nhạc. Thật ra đó Phước, ngoài cái chuyện mà em mà hát dở ra thôi đó, còn là em không được gì luôn á. Ủa? Ê, nói về cái sự mà thể hiện á, ở đây không ai qua Phước. À, mọi người có nhớ những cái cuốn mà giống như mình có thể làm lại được không ạ? Mình có thể làm lại được không ạ? Đúng không? Khánh, hả? Cái khúc đó hình như của em á chứ phải của Phước. Phước hay là đúng không? Sao còn Tiểu Vi sao? Skill của Tiểu Vi là hất tóc à? Đau. Đau quá. Em là một người khác nói nên em sẽ không nói nhiều. Mà hát hả? Hay là sao? Em... hát hả? Không, em không hát nữa. Em cũng sẽ không nói nhiều nữa. Nhưng mà Vi em gắn phục vú cho người hả Vi? Khoan, nhưng mà Tiểu Vi có một skill này mà mọi người không để ý. Tại sao Tiểu Vi cũng là một cái kiểu cao cao giống anh, mà Tiểu Vi lúc nào cũng hoàn thành trò chơi rồi xong là đứng top 1, top 2 không à? Mọi người thấy không? Cái skill của Tiểu Vi đó chính là... có mối quan hệ mật thiết với nhà sản xuất. Quá quá. Em muốn chung đội với Tiểu Vi và nhưng mà mình chung đội mà. Không thì anh muốn đang hỏi em. Nhưng mà em vẫn thứ nhất. Không thì anh muốn đang hỏi nhưng em. Nhưng mà em vẫn thứ nhất. Còn thấy chưa? Em thấy chưa? Ý em là Gil. Ý em là ủa, quên, Gil vẫn điểm thấp nhất hả? Coi là sau 2 tuần huấn luyện, Gil vẫn thấp á. Và chẳng thể nào cao hơn được á. Nhưng mà mọi người, cái ấn tượng đầu tiên của anh khi mà Gil bước tới cuộc chơi là như vậy nè. Gil bước vô tài một phong cách cool ngầu đúng một không? Phong cách rất là cool ngầu, rất là khoan khoái. Hả? Rất là tự tin. Đúng rồi. Và... Khoan thai. Rất là tự tin, rất là đầy tự hào. Học tiếng Việt trước đi nha. Sảng khoái nữa. Và cái cách của Gil chơi cũng rất là nghiêm túc. Rất là hết mình nha. Đúng. Mà hồi đó em bị dị trường Gil á. Tại vì lúc mà Gil bắt đầu chơi á là Gil gì nè. Lúc nào Gil cũng cho một cái sự mà điềm đạm nhất định. Anh tới đây mà anh gặp Gil á, nói trời, cái đối thủ này mình đáng gờm, nặng ký đúng không, mình phải cẩn thận nè. Nhưng mà sau khi mà đọc bản điểm á thì anh thấy Gil á càng ngày nó càng chui rút á em, càng ngày mỗi lần đọc bản điểm là Gil gì nè. Hay quá. Và kể từ ngày hôm nay, các nghệ sĩ sẽ chính thức bước vào những cuộc truy đuổi thực thụ với rất nhiều biến chủng thợ săn camera robot không hề biết trước. Rồi và dạ? Chủ đề của ngày hôm nay sẽ là cuộc chiến bảo vệ team. Và vì hôm nay chúng ta sẽ chào đón một khách mời mới gia nhập vào biệt đội chạy đâu cho thoát. Yeah. Và xin được chào đón khách mời. Trời. Ai nhờ? Hello. Ủa? Hi, chào mọi người. Hello. Em đây. Hello, ai xin chào ta? Mọi người, xin chào mọi người. Thấy ai không? Mày đưa tay dữ vậy? Thấy ai không? Mày đưa tay dữ vậy? Ôi, anh Tú à. Ô, Ngọc Phương à, hello. Ô, trời ơi em. Ủa, em tới đây chi? Ủa, anh tới đây là làm gì? Em là... Ủa, anh là khách mời hả? Ừ, đúng rồi, anh là khách mời. Sao thế? Ơ? Sao thế? Ơ? Vậy em nghĩ kiểu bị ủng thẳng nhờ. Em vui quá. May quá. Ủa, Vy? Có hai người vỗ tay nha. Ông bà em hiểu không? Đây là cái kiểu chào đón của tụi anh nó dành cho em á, để cho em bất ngờ. Đúng rồi, mới là tạo được bất ngờ rồi đúng không? Bất ngờ rồi. Anh Bi, qua đây để cho đúng rồi. Anh Tú bên đó đi. Chào mừng khách mời anh Tú. Thế là cuối cùng làm sao bây giờ? Đây là một đội, em là một đội. Đúng rồi. Đây là một đội, em là một đội. Đúng rồi. Cố lên. Tại vì cái đó là Tú khỏe lắm. Không, không hề nhớ, Khánh chơi cùng Tú, Khánh biết mà. Không có được rời đầu chị Nguyên anh. Không có được rời đầu chị Nguyên anh. Chị Nguyên chỉ khó lắm. Chị Nguyên chỉ gần đó. Chị Nguyên à? Nguyên à? Nguyên đầu đông. Hollow Queen. Queen. Tên tiếng Việt của chị là Hà Lệ Nguyên. Tên tiếng Việt của chị là Hà Lệ Nguyên. Hà Lệ Nguyên. Không, thật sự là đây cho cô gái vào giữa này.
hôm nay là có em tới đây là mọi người rất là vui, nhưng mà tại là mọi người diễn giỡn vậy thôi, chứ thật ra là mọi người biết em là vui lắm á. Biết tại sao không? Anh biết là em năng lượng rất nhiều. Đúng, kiểu mà lăng xả lắm. Tú lăng là lăng xả máu lắm. Chiến tay chân của Tú là gọi là linh hoạt. Nhưng mà tại vì ở đây mọi người đang mong chờ một người độc thân tới, em hiểu không? Ủa đúng không? Đúng rồi. Ý anh là ủa phải hả? Ủa miếng á đúng rồi. Tú tới chương trình này là Tú biết lực chưa? Tú chưa biết nhiều đâu, Tú chỉ biết là hai vòng trước ấy là mọi người training với nhau và bây giờ sẽ là cuộc chiến đích thực luôn. Nếu như mà em chung đội với anh với Phước á thì tụi anh sẽ hướng dẫn cho em từ từ. À thế đội kia là không hướng dẫn được. Nếu mà Tú qua bên đội chúng tôi hứa sẽ bảo vệ Tú hết mình. Bên kia là team văn nghệ. Team văn nghệ bên này. Đây là team thủ đoạn. Ý hỏi cái gì quá kỳ, chiến thuật đúng rồi. Bên đây là team chiến thuật, bên kia team văn nghệ, em chọn đi. Nếu bạn muốn thắng thì đương nhiên phải chọn team nào. Nhưng nói về điểm số, Gil lên tiếng đi. Ủa nếu mà nói về điểm số, xin mời. Nếu mà nói về điểm số thì không ai giữ điểm số chắc như Gil. Wow. Ở cái bảng điểm này cái vị trí của Gil là không bao giờ thay đổi. Wow. Mãi ở cuối. Mãi ở cuối. Đó cũng là một lợi thế cho anh nếu anh về đội của tụi em, tại vì nếu anh về đội tụi em chắc chắn anh sẽ luôn là người giữ số điểm cao nhất. Chắc chắn luôn, cái đó là điều chắc chắn luôn đúng không em? Đúng. Chắc điểm ra đấy em cộng lại vẫn không bằng anh luôn. Đúng. Ủa Halloween ơi, nhưng mà anh Tú vô thay thế Jackie thì phải ở đội của bên BB chứ đúng không? Với chủ đề mới, chúng ta sẽ phải tiến hành việc chia đội lại từ đầu. Ủa? Vậy thôi đi ra, nhỏ này. Luật chia đội mới sẽ như sau. Người đứng đầu của bảng xếp hạng cá nhân sẽ được ưu tiên chọn 2 thành viên cho đội của mình. Và điều đó đồng nghĩa 3 thành viên còn lại sẽ là một đội. Người đang có số điểm cao nhất sau 2 tập đầu tiên, đó chính là BB Trần với 28 điểm. Và cái điều đó sẽ duy trì mãi cho tới hết chương trình. Ôi mà sao cái nét đó. Người giữ chương trình vậy? Người giữ chương trình hả? Bây giờ nha, để cho muốn có sự thay đổi mà nó mới mẻ hơn, anh nghĩ nha, mình nên xáo trộn chút xíu. Có nghĩa là bây giờ mình sẽ không có... Thật ra nói thẳng ra anh không muốn giữ Ngọc Phước. Ui. Cho nên là anh nghĩ là... Nhưng mà anh nghĩ là đội bên em sẽ muốn có Ngọc Phước hơn. Không chứ. Chẳng kia trước đi Phước. Đi về đi em. Qua kia trước đi em. Đi về đi. Đuổi luôn. Ủa đuổi luôn ác vậy. Thôi bây giờ em qua bên kia trước đi. Em cũng số 3, em cũng đứng thứ 3 mà. Thì qua kia trước đi. Nói chung là không, anh đã từ chối em rồi Phước. Có nghĩa là anh không cần em luôn á Phước. Nén nước mắt vào trong thôi, đừng khóc. Chắc là để cho một cái phần mà cho nó thay đổi mới lại, lại nó sôi nổi, sinh động hơn thì BB sẽ chọn Khánh. BB sẽ chọn Khánh. Khánh lại chọn em. Tại sao anh lại chọn em? Không nào anh chọn Gil được. Không nào anh chọn Gil được. Không nào anh chọn Gil được. Ôi xin lỗi Gil. Xin lỗi em. Đúng, có gì đâu mà đau lòng chứ. Mắt vào trong. Anh xin lỗi em. Cuộc sống à. Vì về cái gì anh có thể nói rõ không ạ? Vì số điểm của Gil. Không phải em. Vì số điểm của Gil. Không phải em. Không phải. Nhưng mà nước mắt vào trong. Là anh đang chọn hả? Anh đang chọn. Tại vì anh có quyền mà. Anh chọn 2 người đầu. Em tưởng đâu nãy giờ anh giỡn. Ủa? Em tưởng đâu nãy giờ anh giỡn. Không giỡn gì em. Chữ trắng tin vào sự thật á. Chữ trắng tin vào sự thật á. Nhưng mà anh thấy đồ mình là rất là đẹp đúng không? Ba chàng trai. Và ba chàng trai yếu đuối nữa cho nên là rất là phù hợp. Anh thấy vậy nè, để con công bằng nha. Tại vì Vi cũng đứng nhì rồi đúng không? Dạ. Đó cho nên là bây giờ nếu mà mình chọn Vi nữa thì quá kỳ. Thì những cái nhất nhì mà cùng ở đây hết. Anh chọn là ngược lại Phước hả? Anh chọn là ngược lại Phước hả? Bây giờ mình không thể nào mà một vòng xong rồi mình tắm 2 lần được. Một vòng xong rồi mình tắm 2 lần được. Cho nên là anh quyết định là... Anh cái câu của anh nó bị trúc trắc á. Không phải tắm 2 lần trên một vòng xong thôi. Chứ một vòng xong mà tắm 2 lần nói gì vậy? Vòng xong tắm 2 lần vẫn được mà. Nhưng mà nó bị trúc trúc. Thì bây giờ giữa Vi và Gil thì anh nghĩ là một vòng xong, một vòng xong. Sao? Cái câu đó sao? Không ai tắm 2 lần trên một vòng xong. Không ai tắm 2 lần trên một vòng xong. Nếu mà mình làm vậy thì quá ác đúng không em? Cho nên anh chọn Vi. Mm-hmm.
Cho em hỏi cái tâm lý của Vi á, lúc mà anh chọn Vi vậy nè. Anh chọn Vi vậy nè. Ủa Vi ơi, em có thật sự muốn chơi với anh BB không? Nghe không phải, Vi vẫn nghĩ nè, tôi gánh tim được mà. Ủa là chọn em hả? Chọn em, chứ sao anh chọn Giu được em, Giu điểm... Điểm thấp, ơi, không phải, em xin lỗi. Mình tiếp tục trả sát trái tim. Để anh nói những cái câu đó nữa mà, qua đây. Để cho Tú qua bệnh, Tú gánh tim. Em có muốn chung đội với anh không? Qua đây đi, để cho Tú qua bệnh, Tú gánh tim. Rồi đó, hợp lý chưa? Biết thấy nói chưa? Gì giờ? Biết nói gì giờ là sao? Đồng đều thấy chưa? Còn gì đâu để nói. Tôi còn gì để nói. Đội tụi em có tất cả mọi thứ. Nhan sắc, trí tuệ, chiều cao. Làm những điều tụi em không có. Làm những điều tụi em không có. Làm những điều tụi em không có. Chứ bà anh đang thấy đội mình đang bị thiệt thòi nhiều nè. Tại sao vậy anh? Tại vì đội mình, em nhìn đi, đội mình rất cao, rất đẹp, rất thông minh này kia nữa. Mà còn lém lỉnh nữa. Đó thì bởi vậy anh đang sợ là tụi mình sẽ nhứt nữa đó. Tụi mình sẽ nhứt nữa đó. Không, em thấy đội em không có thiệt thòi. Đội em đầy đủ tất cả những yếu tố để thua. Để thua. Cho nên là chả có gì thiệt thòi. Nhưng mà tụi em có niềm tin. Ok. Ok. Nguyên. Các bạn đã hài lòng với việc chia đội rồi đúng không? Chưa. Hài lòng rồi. Chẳng hả? Và bây giờ sẽ là luật chơi của chủ đề ngày hôm nay. Cuộc chiến bảo vệ tim. Halloween sẽ cho mỗi đội tổng cộng là 12 trái tim, tượng trưng cho 12 mạng để tham gia cuộc chiến của ngày hôm nay. Và ở cuộc đua này, sau tất cả các thử thách, đội chiến thắng là đội giữ được số lượng tim còn lại nhiều hơn. Đi. Yeah. Khó nha. Khó đó. Anh thấy khó cho đội bạn đó. Không sao. Tụi em tuy không có gì nhưng mà tụi em có sự nhục nhã. Sự quyết tâm. Sự quyết tâm. Rồi, vô tụi em có niềm tin. Chơi đi. Ôi. Và trước khi bước vào thử thách, anh Tú, bạn cũng sẽ nhận được số điểm tích lũy cho cá nhân mình. Xin mời đích danh của Halloween mang tính thư từ Jakey đến cho anh Tú. Wow. Wow, dễ thương quá vậy trời. Liên canh là cũng y chang. Ê, điểm của Jakey cao lắm đó, hình như là 2-3 điểm gì phải không? Không, Jakey đâu có điểm. Ủa quên, Jakey không có điểm đâu. Jakey không có điểm. Dễ thương quá à. Jakey đâu có điểm đâu. Jakey có điểm anh Tú ơi. Tú, hỏi coi. Rồi có 2 điểm à. Rồi được rồi. Được đây. Rồi, có 2 điểm à. Không, không, 2 điểm. Cái à. Điểm này sẽ tích lũy vô đội của à, chúng tôi. Đừng có nghe anh lấy lại đi. Điểm này sẽ tích hả gì vậy? Tú lấy lại đi Tú. Anh chẳng thương em à. Anh chẳng thương em à. Anh chẳng thương em à. Ê. Game này nhá. Ừ. Không thỏa hiệp. Okay. Không có tình bạn. Đừng tin ai hết. Đừng tin ai cả. Chỉ có team mình thôi đúng không? Chỉ có mình thôi. Team mình ok đúng, không? Team mình ok. Ok. Bạn qua bên đó nhìn bạn như một leader vậy đó. Bạn như một đội trưởng, bạn thể hiện cái sự quyền lực của bạn á. Các bạn là những chiến binh tuyệt vời. Yes. Đó. Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau. Muốn đi xa thì đi cùng đi một mình. Hả? Thực sự là một trò chưa. Rồi ok. Coi điểm của mình đi anh. Đây. Bao nhiêu vậy? Wow. Hiện tại Tú hiện tại bây giờ đang có 24 điểm. Ê, nhiều quá vậy. Là rất xếp đồng em ba với em luôn á. Nhiều quá nha. Ê, vậy tính ra bên đó điểm cũng cao á. Cao á. Và mọi người ơi, bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng đầu tiên của chương trình Chạy đâu cho thoát. Thấy rồi, bự gấp dữ lận. Bự gì hả? Đã quá. Đi. Dạ, em bán mì. Chuẩn mực thời nay là phải to. Cocomi đại 1.5 gói. Cocomi đại 1.5 gói mới, to gấp rưỡi so với mì 75 gram. Sợi vàng tươi, vị tôm chua cay chanh ớt. Ăn một gói thì thiếu, hai gói thì dư. Chỉ có Cocomi đại 1.5 gói 113 gram mới là quá đã. Cocomi đại 1.5 gói, chuẩn mực thời nay là phải to. Giá chỉ 5.000 đồng. Cocomi. Chơi đá bóng thả thợ săn như sau. Có 6 tấm bi được đặt ở khu vực sân cỏ, bao gồm 3 tấm bi màu trắng và 3 tấm bi màu vàng. Các thành viên sẽ chọn lựa màu sắc đại diện cho đội của mình. Mỗi đội sẽ luân phiên bước lên vị trí đá bóng, và thành viên đá bóng sẽ do đội đối thủ chỉ định. Nếu đá bóng hỏng hoặc đá bóng trúng vào tấm bi mang màu sắc của đội nào, thì thợ săn sẽ ngay lập tức truy đuổi đội đó.
Khi thợ săn bắt đầu truy quét, các thành viên của đội sẽ có 10 giây để chạy về khu vực bảo bối và nhanh chóng dùng chúng để ẩn thân. Khi hết 10 giây, thành viên nào rơi vào tầm truy quét của thợ săn thì đội đó sẽ bị trừ một trái tim, tương ứng với thành viên bị phát hiện. Và chúng tôi là chạy đâu đò hay. Các bạn ơi, các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Trước khi bắt đầu một cuộc chơi, chúng tôi muốn hỏi đội bên kia tên gì ạ? À? Đội chúng tôi tên là... Cho mình để chồng trước đây. À, bên đây đã có tên sẵn rồi. Bên đây đã có tên sẵn rồi. Mời mời khách. Nếu các người đã thành tâm muốn biết thì chúng tôi sẽ sẵn lòng trả lời. Trả lời đi. À dạ, trời ơi, đập màu quá. Đội chúng... Nếu các người đã thành tâm muốn biết thì đội chúng tôi sẽ sẵn lòng trả lời. Dư Khánh. Đội chúng tôi tên là Hơn Thua. Khánh. Không thua. Đội chúng tôi tên là Không Thua. Và slogan của chúng tôi là thà hơn thua còn hơn không thua. Khánh ơi, em ổn không Khánh? Sao vậy? Thà không thua còn hơn hơn thua. Lại nha. Dạ, dạ. 2, 3. Slogan của chúng tôi là thà không thua còn hơn hơn thua. Vậy còn đội bên kia á? Đội chúng tôi, nếu như các người không muốn biết thì chúng tôi vẫn sẽ trả lời. Ê, ủa nghe ngược vậy. Đội chúng tôi tên là Tàu Phát. Với slogan thích thì thoát, không thích thì thoát. Bởi vì đây là chương trình chạy đâu cho thoát. Và ai sẽ là thành viên đầu tiên thực hiện đá bóng trong đội của bạn? Bánh tô xì ạ. À. Bánh tô xì đi, đội trưởng ơi. Bánh tô xì đi. Xì. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Rồi, Khánh đi trước. Rồi, Khánh đi trước. Ủa? Sao vậy Khánh? Ủa Khoan, ý là chơi chưa? Chơi tụi anh tốt xì chưa? Rồi đây. Ủa, sao nó chống vánh vậy? Nhanh lắm em. Cứ làm thế thôi. Coi để ý tới ghi của tôi một chút được không à? Em màu gì? Em màu vàng đúng không? Bên đây màu vàng. Bên đây màu vàng. Bên mình chọn màu trắng. Bên mình sẽ chọn đá sau. Mình chọn bên này đá trước. Trời ơi. Xin mời em Tử Vi đá trước. Trời ơi. Hãy xem đồng đội của tôi đây. Mình chạy nha mọi người. Màu trắng là mình chạy đúng không? Màu trắng là mình chạy. Tại sao lại chọn em? Em có bị mù màu không? Màu trắng, màu vàng. Đâu chỉ anh coi. Chỉ anh coi cái nào màu trắng. Mình đá màu vàng hay màu trắng? Màu trắng. Đá màu vàng. Màu trắng. Em chọn màu vàng phải đá màu vàng chứ sao em đá màu trắng? Màu trắng. Đá màu vàng. Màu trắng. Màu vàng đá vàng chứ. Đây là màu vàng. Nhưng mà đội của mình là... Đây là màu trắng. Thì mình phải đá đội bạn. Đội bạn nè. Là mình đá bạn đúng không? Đúng rồi. Em đội nào thì em phải đá màu đó. Bây giờ... Bị ơi. Dạ. Nhắc lại cho anh đây là màu gì? Màu vàng. Đây là... Màu trắng. Rồi. Bây giờ mình đá màu nào? Màu vàng. Bây giờ mình đá màu nào? Màu vàng. Màu trắng. Mình nói màu vàng theo... Vi à, nó màu vàng á. Vi à, theo kinh nghiệm của anh nhá, bây giờ em nhắm màu trắng là em sẽ đá ra màu vàng. Thì em phải làm ngược lại, hiểu không? Đừng nghe ai hết. Bây giờ là màu vàng hay màu trắng? Màu trắng. Nhỏ này. Một. Ủa đá chân mày hay đời, ủa đá chân mày hay đời chân mày. Vi, nhớ trong đầu màu trắng, màu trắng, màu đá trắng. Đá bằng cái gót chân á Vi. Nè, đá nè Vi. Gót luôn được. Mời Tiểu Vi vào vị trí. Nhớ giờ Vi màu trắng nha. Cố lên. Cố, mình chuẩn bị chạy em ơi. Đầu xuôi đuôi lọt chuẩn bị chạy. Mình chuẩn bị chạy em ơi. Em thấy em đá hụt, hoặc đá vô màu vàng lại chạy thôi, đừng có đứng lên nữa nha. Đá vô màu trắng nha Vi. Đá vô màu trắng nha Vi. Một, bắt đầu. Ê, ủa? Bắt đầu. Ê, ủa? Chưa, đang nhấp thôi. Đang nhấp thôi. Trời ơi, diễn thôi, bé biểu diễn thôi. Hụt này. Thôi chạy đi vậy rồi. Ê, hụt rồi.
Hụt này. Thôi chạy đi em ơi. Ôi, ê, hụt rồi. Thợ săn truy đuổi. Chạy. My ơi. Chạy. Trời ơi, chạy đi. My ơi. Cần cây My ơi. Thẩm. Ủa sao ngắn ngủn vậy? Sao ngắn ngủn vậy? 5, 4, 3, 2, 1. Thợ săn xác nhận hình ảnh. Ok. Ông cái đầm còn nhỏ xíu à. Ổn rồi, ổn rồi. Thợ săn xác nhận hình ảnh trốn thoát thành công. Trốn thoát thành công. Yeah. 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 Ôi mừng quá em ơi. Tuyệt vời. Yeah. Không yeah. Một tim nào. Yeah. Trời ơi hay quá. Hay quá. Tuyệt vời. Em đá không giỏi. Nhưng trốn rồi. Trốn rồi. Đội chúng tôi slogan đã đổi rồi. Đá không giỏi nhưng trốn giỏi. Yeah. Nào bây giờ đến đội này thì bây giờ ai sẽ là người đá? Tôi chọn. Ai ạ? 2 3 Ngọc Hương. Ngọc Hương. Đi lên làm cái skill hồi nãy đi, cái skill mà cạnh chân xong rồi quay đầu lại. Em làm như thế thật cho anh, em làm như thế thật Phước. Bây giờ em đá màu gì? Em phải đá màu vàng. Màu vàng. Màu vàng. Đúng rồi, nhưng mà nhầm màu trắng. Đá màu trắng. Đúng rồi, em cứ nhầm màu trắng là em sẽ đá màu vàng. Để coi đá được hay không. Em đá nha. Đá là Phước ơi. Cố lên nha. Đá đi Phước. Đá đi Phước. Ủa? Đá đi Phước. Hả? Đúng rồi, em cứ nhầm màu trắng là em sẽ đá màu vàng. Có màu trắng là. Thợ săn truy đuổi. Thợ săn truy đuổi. Ủa là sao? Đúng rồi. Đúng là đá sai rồi. Rồi. Thợ săn truy đuổi. Lội chân rồi, lội chân rồi Phước ơi. Lú cái đầu ra, lú cái đầu ra. Một tim do trốn mà lộ lưng ra ngoài. Do trốn mà lộ lưng ra ngoài. Trời ơi. Trời ơi. Không sao. Thôi tiếc cái gì nữa mà tiếc. Bây giờ tôi chọn bên kia ai đá đi kìa. Rồi chọn đi, chọn đi. Tú sẽ lựa chọn. Duy Khánh. Có Duy Khánh lên đã. Ủa baby, đá màu vàng đúng không? Đá màu vàng. Ủa mình... đá màu trắng. Ủa mình... đá màu trắng. Khánh. Màu trắng. Em ổn không Khánh? Rồi em ổn, ổn, ổn. Bắt đầu nha. Màu vàng nha Khánh. Chẳng. Màu vàng. Màu trắng. Chạy rồi, nhanh rồi. Nhanh lên. Chạy rồi, nhanh rồi. Nhanh lên. Trời ơi. Ủa. Sao nó nhỏ xíu vậy? Bi!
săn xác nhận hình ảnh. Thợ săn xác nhận hình ảnh. Bibi Trần mất một tim. Bibi Trần mất một tim. Trời ơi, tôi tưởng đâu cái miếng phản nó phải là cái miếng phản bự vậy. Tại sao vậy? Tức quá. Nhưng mà tại sao anh nói là theo cái ghế cũ đi. Anh ok rồi, tự nhiên anh chạy ra lấy cái thả. Anh lấy cái phản gì vậy? Anh muốn thể hiện. Anh muốn thể hiện. Tức quá. Anh muốn tìm mấy cái mới lại, hiểu không? Nhưng mà không ngờ nó mới quá. Mà hồi nãy ra chốt là ok, nhớ nhà đội hình cũ nha. Mặt BB hay lắm. Ok ok ok. Cuối cùng lại mở cái phản. Nó bị một cú lừa. Thực sự là nãy giờ là do là tư thù cá nhân giữa BB với lại Duy Khánh và Ngọc Phước. Cho nên là bây giờ sẽ nhường lại cái sự lựa chọn dành cho Tiểu Vy. Xin mời Tiểu Vy. Mày nói một con công tâm đi. Chọn ai ạ? Chẳng liên quan gì hết. Em chọn Ngọc Phước. Ngọc Phước. Ơi. Ơi. Không, cái này là... Ủa, cái này là Tiểu Vy chọn. Ờ, đúng rồi. Chúng tôi chẳng. Gia đình đang rất tin em nha Phước nha. Dạ, ok. Mình nói nhiều lần thì mình có kinh nghiệm thôi, đúng không? Dễ canh hơn. Cuộc sống này quá tàn nhẫn với tôi rồi. Ra đi Phước. Màu trắng, màu trắng. Chạy ơi Phước, chạy ơi Phước ơi. Cố lên Phước ơi. Cố lên. Cố lên. Màu. Trời, hay quá. Cố lên. Cố lên, mau. Cố lên, mau. Hay quá, tuyệt vời. Trời ơi. Go. Lại anh lên đi. Thợ săn xác nhận hình ảnh. Trốn thoát thành công. Vẫn giữ nguyên chiến thuật. Sợ kêu quá kêu ơi. Chúc mừng Phước, chúc mừng Phước. Giỏi quá Phước ơi. Giỏi lắm, về đền tiền cái camera em ơi. Bạn rất giỏi. Mình chọn à. Từng 11 đó, bây giờ thì là BB mình Trần. Công bằng, mình chơi chọn BB Trần, vậy thôi. Không, mình không thể nào mà dơ được như thế. Đúng, luôn đấy. Đúng. Đúng ha. Các người đã chọn sai rồi. Anh BB, thể hiện cho mọi người thấy. Rồi. Màu trắng không? Màu trắng. Màu da, màu da, màu. Hút, hút. Chạy đi mấy đứa ơi. Cái gì bây giờ? Cái bao bố. Trong bao bố. Đi. Ôi không được. Khó quá. Người to quá. Thở săn xác nhận hình ảnh. Ổn không Khánh? Ổn không vậy? Ổn không vậy? Ai vậy? Tiểu Vy. Thở săn xác nhận hình ảnh. Ổn không vậy? Ai vậy? Tiểu Vy mất một tim do để lộ đôi giày màu trắng ra ngoài. Ủa Tiểu Vy chọn gì vậy? Tiểu Vy lòi cái lưng nè. Trời ơi. Thôi sao vậy? Ủa? Sao vậy hả? Em chơi lại được không? Không em ơi, không em chơi lại em ơi. Để cho cái sự công tâm ở đây nên chúng tôi đã quyết định. Đó chính là Ngọc Phước. Ủa? Em ơi chơi. Bạn đã tính sai rồi. Bởi vì sao? Bởi vì Ngọc Phước đã có kinh nghiệm đã quen với bóng để rồi. Để coi kinh nghiệm cỡ nào. Đổi tên em. Tới cỡ nào. Đổi tên em. Màu trắng.
nghiệm dữ chưa? Có kinh nghiệm dữ chưa? Hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ. Thợ săn xác nhận hình ảnh. Đúng rồi, đúng rồi. Trốn thoát thành công. Trốn thoát thành công. Thế, đúng không? Em hiểu rồi, em hiểu rồi. Cuộc sống này nó là như vậy đó các bạn ơi. Đau bụng quá, đau bụng quá. Từ nãy đến giờ cả hai đội đã bóng hụt rất nhiều, thế nên Holoquin quyết định sẽ có sự thay đổi về luật chơi. Đó là nếu đội nào đáp hụt thì cả hai đội đều bị truy đuổi. Trời ơi. Tú, em muốn chọn ai? Bây giờ là bên kia đá, Tú chọn ai? Vừa nãy Tú chọn Duy Khánh rồi thì bây giờ Tú sẽ chọn BB Trần. Rồi. Cố lên BB. Chạy nè, chuẩn bị chạy nè. Chạy nè, chuẩn bị chạy nè. Chuẩn bị chạy với mấy đứa. Màu trắng nha anh ơi, màu trắng. Đá màu vàng nha. Ông này chắc chắn ông đã hụt cho cả sáu chạy nè. Sao vậy? Chạy đi mấy đứa, nhanh đi ơi. Chạy đi ơi. Chạy đi ơi. Thợ săn xác nhận hình ảnh. Quá trời hồi hộp rồi. Trời ơi, ai bị bắt rồi? Ai vậy? Trời ơi, ai bị bắt rồi? Ai vậy? Kiều Lê mất một tim do trốn mà để lộ người ra bên ngoài. Kiều Lê! Ủa mà vẫn cứ cố gắng trốn hả? Hai đứa tuyệt vời lắm. Anh bay tới anh giật cái dù trước rồi. Ủa vậy hả? Ủa. Quá. Tuyệt vời. Sao? Chọn ai? Thì mình cũng phải chơi ưu ái cho cái người mới tới chứ đúng không mấy em? Đúng. Cho nên chúng tôi chọn anh Tú. Anh Tú. Xin mời anh Tú thể hiện ạ. Tôi sẽ thể hiện bao nhiêu năm kinh nghiệm đá bóng của tôi đây. Đá màu vàng. Đấy, có chuyện tôi mình chuẩn bị chạy với đứa rồi. Tôi sẽ thể hiện bao nhiêu năm kinh nghiệm đá bóng của tôi đây. Trời. Kiều Lê, BB Trần, các
bạn mất thêm một tim. Mà nó nghe nè, tao đi trốn mà làm gì nằm ở đó tắm nắng vậy? Không phải, anh đây, anh đang chặn Nghiêu lại. Cái Nghiêu chặn anh lại, cái hai đứa nằm đó. Đúng quá. Ê, sao tụi mình ngu quá ta, ví dụ như sáu đứa chạy nhiều khi trốn thoát hết luôn á. Thì đó. Em cũng không hiểu tại sao anh làm vậy với em. Holoquin vô cùng thất vọng với kỹ năng đá bóng của các bạn. Ủa, là đang khen chưa? Tuy nhiên, kỹ năng trốn thoát của các bạn đã thăng hạng hơn trước rất nhiều. Và kết thúc thử thách vừa rồi, hai đội đang có số tim bằng nhau. Mỗi đội đang còn lại 9 tim. Yes. Ok. Tôi cũng không hiểu tại sao có cái cú mà cảm tử hy sinh cả hai thành viên trong mỗi đội như vậy. Rõ ràng chương trình không công tâm, lúc đó tôi đã dùng Gil để che chắn mình. Mà tại sao tôi vẫn bị mất tim? Nhưng mà mình có biết là mình không có nhỏ nhắn không mình? Mình rất dài á mình. Cái tình huống đó là như thế này, anh định xông lên chặn cả Phước lẫn Gil. Nhưng mà không biết tại sao mà Gil rất là nhạy nha. Gil phát hiện ra điều đó, ôm anh lại liền. Ôm anh lại. Thì anh làm gì bây giờ, anh đâu chạy được. Anh ôm Gil lại. Hai đứa lần. Nhưng mà thật sự nha, lúc mà anh với Gil á, là anh rất muốn chạy về đích. Nhưng mà Gil cứ gịch anh lại, rồi anh cứ gịch Gil lại, cái hai đứa có nghĩa là thôi lỡ rồi. Mà cái chiến trường đó rất ngu ngốc á, biết không ạ? Thà buông nhau ra là hai đứa có đường trốn rồi. Đúng rồi. Không là bây giờ hai đội có 10 tim rồi. Thì đó. Và các bạn đã sẵn sàng cho thử thách tiếp theo chưa? Sẵn sàng. Và bây giờ mời các bạn đến với vòng 2 của chương trình Chạy đâu cho hết. Sẽ chạy tiếp sức ở đường chạy dài 100m. Thành viên đầu tiên của hai đội sẽ mô phỏng lại một biểu cảm, sau đó vượt qua các chướng ngại vật ở từng chặng, chạy và truyền lại biểu cảm cho thành viên tiếp theo. Thành viên ở vị trí cuối cùng chọn ra một biểu cảm được đặt ở vị trí đích đến. Thợ săn trên không sẽ ngay lập tức truy đuổi đội chọn sai biểu cảm. Ở thử thách này, các thành viên của hai đội vẫn sử dụng khu vực bảo bối để ẩn mình khỏi sự truy quét của thợ săn. Các bạn đã nắm rõ luật chơi của thử thách này chưa nào? Dạ rồi. Dạ. Đội của Ngọc Phước, các bạn dự định phân chia vị trí của các thành viên ra dạ sao? Thưa, sau khi mà hội ý với nhau rất là nhiều lần, cãi vã và đánh nhau, thì tụi em quyết định đưa còn ra. Đau luôn á. Còn em đâu có đánh đâu. Mẹ thì diễn theo lời em thôi. Ây da. Thì tụi em phân bổ như thế này, em sẽ vượt chướng ngại vật, chạy chặn đầu. Anh Tú sẽ chạy chặn sau là đá thủng tờ giấy và nhảy lên cắn miếng bánh. Và Diêu Lê sẽ chạy chặn cuối là vừa nhảy dây vừa chạy vừa hát trình bày ca khúc. Và vừa thể hiện biểu cảm. Còn có vừa hát nữa hả? Không ai chạy cả. Còn bên đội không thua thì không ai chạy cả. Ủa? Gì anh phải chạy thôi mới chơi. Quên. Lại nè. Lại tôi thấy nè. Còn bên đội không thua thì chúng tôi không muốn chạy. Ủa? Anh. Ý là bạn bạc luôn mà. Bạn rồi. Thì Duy Khánh sẽ chạy chặng đầu tiên. Tại vì Duy Khánh chạy rất yếu. Chạy rất khỏe. Rồi, team Duy Khánh rất là khỏe mạnh, rất là tốt à. Và ở chặng thứ hai sẽ là Tiểu Vi. Tại Tiểu Vi rất giỏi về những cái chuyện mà đục khoét lỗ này nọ. Đó. Còn chặng cuối cùng sẽ là BB Trần. Tại vì BB Trần không biết nhảy dây. Anh sẽ cố gắng. Tôi nghĩ BB Trần đánh đất đàn khúc mọi người. Tại vì BB Trần nhảy ra rất khỏe. Đúng. BB Trần có thể nhảy lên tới 10.000 cái. Đến 10.000 cái trong vòng 30 phút. Không. Bữa anh khoe vậy mà. Thôi được rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu chơi được chưa ạ? Chơi. Nào và bây giờ chúng ta hãy cùng chạy đâu cho hết. Đã
Và xin mời hai thành viên đầu tiên sẽ cùng xem bức hình. Bình tĩnh. Lấy trưởng mì nhắm chính xác, lấy trưởng. Và xin chúc mừng đội của Gil Lê và thợ săn truy đuổi đội của BB Trần. Thợ săn xác nhận mục tiêu. Khánh ơi, nhìn lên đầu em đi Khánh. Em chẳng nhìn được. Mệt quá. Có lộ cái lưng em không vậy? Đội của các bạn bị mất hai tim. Rồi cái cành cây của tôi đâu? Cành cây kìa.
Trời ơi á. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Ủa, kêu Quý Tú đổi chỗ hả? Đúng rồi. Và xin mời hai thành viên đầu tiên sẽ cùng xem bức hình. Ba, hai, một, bắt đầu. Cố lên Khánh. Cố lên Khánh. Đá ông Phú Khánh. Đẩy đó. Cố lên Phước, an toàn. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên Khánh ơi. Đúng rồi. Cố lên Phước, an toàn. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên Khánh ơi. Đúng rồi. Nhanh đi, nhanh. Ok. Phước em đâu? Phước em đâu? Phước. Khó quá vậy. Cố lên. Trời ơi. Từ từ thôi vậy? Để cho nó dừng. Để cho nó dừng hẳn. Quá. Stop. Để cho nó dừng. Dừng em gái ơi. Thôi, sao tôi chung cái răng anh không vậy? Chung vô cái răng anh không à? Ai biểu làm răng thỏ. Mày gọi vậy làm răng thỏ chi rồi giờ khó nè. Trời ơi. Dịnh cái mũ anh. Em nghĩ nhảy xa, nhảy gần thôi. Trời ơi, răng thỏ chứ cũng vô cái răng không hả? Dịnh cái mũ rồi. Cố lên. Mạnh lên. Ráng lên. Cánh xéo nguyên đầu giống mình hung nhau thì sao ạ? Không hung ai nè, không biết đây nè. Giữ im. Chạy đi, chạy. Nhanh lên đi ơi, nhanh lên. Đi, nhanh lên đi. Nhanh đi ơi. Không, Vy không. Nhanh đi Vy ơi. Tiếp đi ơi. Nhìn nhiều tấm. Anh không biết tưởng đúng hay sai. Đúng không vậy? Thở săn truy đuổi đội của anh Tú. Thở Sam xác nhận mục tiêu.
bị mất tim. Ủa ba đứa đi picnic tới đâu vậy? Đi picnic đâu vậy? Đi picnic hả? Hay quá Vy ơi. Sao mà ai cũng như vậy? Em tưởng đâu cắt một ô thôi. Cắt cái gì mà cắt giáp chồng vậy? Ai mà trố cho được giờ? Trời ơi. Cố lên baby ơi. Và xin mời hai thành viên đầu tiên sẽ cùng xem bức hình. Dễ à? Cố lên baby ơi. 3 2 1. Chạy 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 chạy. Cố lên cố lên cố lên cố lên. Bạn ơi. Bạn ơi. Lúc. Sắp được rồi Khánh. Sắp người có giới hạn, thế nên xin mời hai thành viên còn lại ra hỗ trợ đội của mình tí nào. Baby, bé từ từ, bé từ từ, bé từ từ, đúng rồi. Ơi anh bị cho khóc rồi. Cố lên rồi. Rồi. Hay quá Khai Phương à. Khánh ơi. Dữ quá. Mắt trợn lên. Trợn lên, trợn lên. Trời ơi, không có thấy tay, anh tay, à. Tay, 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 vô lên cái tay. Trợn lên, trợn lên. Mắt trợn lên. Trợn lên, trợn lên. Trời ơi, không có thấy anh. Tay, 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 vô lên cái tay. Trợn lên, trợn lên. Không rồi. Trợn lên, trợn lên. Nhanh, nhanh, nhanh. Khẩn trương Vy ơi. Cố lên, cố lên. Nhanh lên Vy ơi. Nhanh lên Vy ơi. Mở mắt trợn ngược mắt. Xin mời hai thành viên giơ bức hình mình đã chọn lên nào. Thợ săn truy đuổi đội của
Tiểu My. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Thở ra, xác nhận mục tiêu. Tiểu Vi và Duy Khánh bị mất tim. Okay. Trời ơi. Ôi quá chạy kịp. Trời ơi. Ây da. Trời ơi. Sao baby? Ủa mà sao hai đứa chỉ chui vốn vừa vậy? Trời anh ấy em quá nhỏ. Lên em. Rồi vô thôi. Và ở thử thách vừa rồi, các bạn có cảm thấy thích thú không ạ? Đau quá. Tôi cảm thấy quá tàn nhẫn. Bất lực. Và sau thử thách vừa rồi, cả hai đội đã có sự chênh lệch về số team. Wow. Yes. Đội của BB Trần, các bạn hiện đang có 5 team. Yes. Wow. Và đội của Kiêu Lê, các bạn đang dẫn trước với 6 team. Còn hơn không em? Không có nản, Khánh. Và không các bạn đã sẵn sàng cho thử thách cuối cùng của ngày hôm nay chưa nào? Sẵn sàng. Vậy thì chúng ta hãy cùng chạy đâu cho thoát. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với thử thách cuối cùng của ngày hôm nay trong chủ đề cuộc chiến bảo vệ team. Mệt à. Và ngay sau đây sẽ là luật chơi của thử thách phá đảo trận cờ. Tại khu vực trung tâm sẽ có 6 lá cờ thợ săn và 1 lá cờ phá đảo. Hai thành viên của mỗi đội sẽ chạy đuổi bắt theo vòng tròn để giành quyền lấy cờ. Đội nào cắm đủ 3 lá cờ thợ săn trước tiên ở khu vực của đội mình sẽ có quyền tiến vào lấy lá cờ phá đảo. Ở hai bên bục cờ có 2 vị trí an toàn dành cho hai đội. Nếu đứng ở bên trong ô đỏ thì sẽ không bị thợ săn trên không phát hiện khi tiến vào lấy cờ. Bên chúng tôi đã chuẩn bị sẵn 3 bình oxy rồi. Mong là ekip chúng ta chú ý, chỉ cần chúng tôi đưa ký hiệu này lên thì lập tức đem oxy vô liền. Chỉ vậy thôi à. Còn nếu như chúng tôi giơ để ngang ngực đúng thì đưa băng ca vào. Đưa băng ca vào ngay lập tức. Các bạn đã sẵn sàng đến với thử thách cuối cùng này chưa? Sẵn sàng. Chạy đâu cho thoát. Ba, hai, một, lượt chạy đầu tiên bắt đầu. Let's go! Anh ơi, giữ sức anh ơi. Rồi, cố lên, cố lên. Let's go! Anh ơi, giữ sức anh ơi. Rồi, cố lên, cố lên. Từ từ thôi, cố lên. Giữ vị trí, ơi, giữ vị trí. Giữ sức anh ơi. Chạy từ từ thôi, từ từ thôi. Từ từ, Kiều ơi, chạy đâu cho thoát, Kiều ơi. Kiều ơi, chạy đâu cho thoát, Kiều ơi. Kiều ơi, chạy chậm thôi, giữ sức. Ôi, chạy tú rồi. Ôi, trời Tú ơi, tha anh Tú ơi. Lập luôn đi Tú ơi. Ôi, trời Tú ơi, tha anh Tú ơi. Lập luôn đi Tú ơi. Cố lên. Tú ơi, lập luôn. Tha anh đi Tú. Lập luôn. Tú ơi. Tú ơi, lập luôn. Tú, tha anh đi Tú. Và
Và ở lượt chạy đầu tiên này, anh Tú đã chạm được lưng của BB. Chính vì thế, các bạn được lên đảo lấy cờ đầu tiên. 3, 2, 1, thả thở săn. Vô. Khoan, đừng có lấy. Vô. Khoan, đừng có lấy. Quay lại kìa. Yeah. Ôi, trời mày. Em ổn không? Cao quá. Trời ơi, cầm không nổi cái cờ luôn mà. Yeah. Ủa đội ai? Và ngay sau đây sẽ là lượt chạy thứ hai. Lượt chạy thứ hai tim tẩu hết. Thay đổi chiến thuật. Ủa thắng nó bằng đội chiến thuật nữa hả? Đúng rồi, cuộc sống mà. Đâu sức, ai để sức. Mà bắt bài. Khánh ơi, tấn công. Cố gắng. 3, 2, 1, bắt đầu chạy. Lại đây, cố lên, Ủa, là bây giờ ai đánh ai? Từ tao chạy. Nhỏ này, chạy đi. Là bây giờ ai đánh hai? Khoan, bây giờ ai bắt à? Chạy đi. BB đã chạm được lưng của Ngọc Phúc. Yeah. Vậy nên đội của BB sẽ được lên đảo lấy cờ. Trời ơi thắng rồi. Bỏ lên đi ơi. 3, 2, 1, thả thở xong. Cố lên Vi ơi, cẩn thận, để ý nha. Cố lên. Ok. Chưa, từ. Chuẩn bị cho Vi. Khoan. Chưa. Cẩn trọng. Chạy đi Vi. Dừng lại liền, nhanh lên. Dạ. Chạy ra. Yeah. Dạ. Yeah. Hay quá. Yeah. Lượt chạy thứ 3 chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu. Giữ sức rồi. Vi ơi, chạy giữ sức nè, chạy giữ sức. Giữ sức rồi. Tú ơi, ây da. Đưa anh bắt được em. Tú, cho anh bắt cái đi Tú. Đưa anh bắt được em. Cho anh bắt cái đi Tú. Anh để đi bắt hoài vậy Bibi. 3, 2, 1, thả thở xong. Rồi chị vô Phước, Phước chị vô. Chạy vô đi. Sao mà lộng cộng vậy trời. Nhìn nó mệt ghê á. Cầm không nổi cái cờ luôn á. Giờ mới khó nè. Bây giờ cờ càng ngày càng xa nè. Và bây giờ độ khó của thử thách sẽ được nâng lên. Ủa?
Độ khó nâng lên rồi kìa. Khi thợ săn sẽ gia tăng tốc độ và góc quay sẽ khó hơn nhiều. Tú ơi, cố lên nha, lần này khó hơn đấy. Lần này là sao ta? Lần này làm sẽ bắt khó hơn, cho nên là đừng để chúng ta vào cướp. Ủa? Ủa? Không cướp làm sao có cơ hội lấy cờ? Cướp là hết sức là được. Lượt chạy thứ tư chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu. Lại em Vy ơi, chị cố lên ơi, chị lớn tuổi rồi Vy ơi. Chị lớn tuổi rồi. Vy, chị tin em á Vy ơi. Vy ơi, chị lớn tuổi rồi. Cố lên. Diệp Khánh, đừng. Cẩn thận Tú ơi. Diệp Khánh ơi. Tú ơi. Đúng rồi. Yeah. Ủa luôn. Lại một cảnh xui nữa hả? Diệp Khánh. Diệp Khánh ơi. Thành viên lấy cờ chuẩn bị vào vị trí. 3, 2, 1, thả thở xong. Bibi ơi vô luôn. Ủa em có cùng đội không? Ê, cùng đội chưa? Ủa, lạng luôn. Lần này là máy bay lạng luôn. Vô luôn anh Bi ơi. Vô, từ từ. Ê, cái này mà bốn người mà đụng nhau mà vô sách lá cà mới vui nè. Bibi ơi còn một cây cờ nữa. Bây giờ chơi không? Bibi ơi, mình có chơi nữa không? Sao vậy? Không thua cố lên. 2, 1, bắt đầu. Không thua cố lên. Từ từ thôi Kiều ơi. Kiều ơi. Cái gì mà gấp như vậy? Thôi mà Bibi ơi. Từ từ thôi Kiều ơi. Kiều ơi. Cái gì mà gấp như vậy? Thôi mà Bibi ơi. Tú, anh nói nghe cái này là Tú. Em biết cái tiếng Anh rồi. Hát tiếng Anh em đúng không? Nghĩ mở xíu đi. Khánh. Trời ơi Kiều ơi, chạy cái gì mà nhanh dữ vậy? Bi, lại đây chị ôm cái coi Bi. Tú, vô đây chơi. Vô đây chơi với em xíu này nè. Rồi xong. Tú, vô đây chơi. Vô đây chơi với em xíu này nè. Rồi xong. Kiều Lê đã chạm được lưng của Tiểu Vi. Ổn không Vi? Ổn rồi. Không cho anh chạy lâu một xíu nào luôn. Kiều muốn em nghỉ mệt, Kiều không muốn em phải vất vả. Thành viên lấy cờ chuẩn bị vào vị trí. 3, 2, 1, thả thở xong. Đi vô chị ơi Phước, đi vô chị. Lấy cái cờ bên đây Phước, em lấy bên đây nè, bên đây dễ hơn nè. Đi vô đi mà. Bên đây dễ hơn. Đi vô đi mà. Trời ơi. Bên đây dễ hơn nè. Vi ơi, em muốn bị bắt thêm lần nữa. Trời ơi, không quay đầu luôn. Từ từ để coi nó quay không, để coi nó có quay đầu không đã, để coi coi. Ủa có quay không? Rồi, chưa, từ từ, từ từ, chưa. Đó, à, đó quay đầu, quay đầu. Cái camera còn chiếu xuống nha. Còn thấy á. Rồi, chạy vô. Ê, cái gì Phước ơi. Đúng rồi, ok. Rồi cái gì kỳ vậy? Nhanh á, bây giờ nhanh lắm rồi đó. Cẩn thận. Vẫn rút kịp. Nhanh lên anh thử xong rồi. Chưa. Thôi nha. Vô nha. Rồi vô. Đúng rồi. Được. Ê. Vô. Đúng rồi. Được. Trời ơi là trời. Được. Trời ơi là trời. Trời ơi. Sao thấy tôi cái vậy vậy? Ăn ở. Rồi cứ từ từ thôi. Có cái gì ném lên không kêu ném cho. Trời, cái cờ của mình hồi cũng khó nè. Thiệt á. Move.
tốt, tốt. Đúng rồi. Good, 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 good. Vì đội của Gil Lê đã lấy được đủ 3 cờ thợ săn, thế nên các bạn sẽ có quyền tiến lên khu vực trên cao để tìm chìa khóa, lấy cờ phá đảo. Lượt chạy tiếp theo chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu. Let's go. Từ từ. Từ từ thôi. Anh ơi, chú đi thôi. Anh ơi, chạy chậm thôi. Tủ ơi, tha cho anh đi. Nhỏ này. Tủ ơi, tha cho anh đi. Nhỏ này. Miêu ơi, từ từ thôi em ơi. Anh bị chụp khớp, Miêu ơi. Miêu ơi, ủa. Miêu. Miêu. Trời ơi, anh chạy. Miêu. Trời ơi, anh chạy. Mệt quá Kiều. Chạy cho giữ vô. Sao? Chạy cho giữ vô. Thành viên lấy cờ chuẩn bị vào vị trí. Tập trung nha Vi, tập trung nha. Đừng có gấp quá. 3, cứ thoải mái thôi. 2, 1. Từ từ thôi. Thả thở xong. Khoan nha. Từ từ thôi nha Vi. Bình tĩnh nha Vi. Đăng canh rồi. Có canh nữa, đăng canh đó. Vẫn đăng canh đấy. Anh em á Vi ơi, vô luôn đi Vi. Chưa, chưa. Hôm nay vô mới là bản lĩnh nè Vi. Ê, cho anh mượn chiếc dép anh chọi cái coi. Cho anh mượn chiếc dép anh chọi cái coi. Từ từ. Khoan. Đúng rồi, từ từ nha. Đang còn canh á. Anh đi uống cà phê rồi quay lại. Đi ăn cơm đi rồi quay lại anh ơi. Nhử đi, nhử đi. Bình tĩnh nha. Vô Vi. Vô, ê, từ từ. Đấy, cứ nhử thôi, cứ nhử thôi. Vô, ê, từ từ. Đấy, cứ nhử thôi, cứ nhử thôi. Bình tĩnh. À, thay đổi chiến thuật. Đang nhử, bình tĩnh. Thôi ba. Từ từ thôi. Vi, khó nha. Vi, em đợi cho nó vừa qua em á Vi. Vừa qua em chạy vô lấy cũng kịp đó Vi. Nó vừa qua em chưa có quay lại liền. Nó vừa qua em cái em chạy vô lấy liền. Vô Vi. Ê, trời ơi. Vô Vi. Ê, trời ơi. Mẹ kinh khủng quá trời. Em bước cái chân vô là quay lại liền. Khoan. Bình tĩnh. Nó sắp đi qua nhử rồi. Nhử thôi. Vô Vi. Trời ơi. Thế làm sao được? Chưa được chứ. Nhử thôi. Vô Vi. Trời ơi. Thế làm sao được? Chưa được chứ. Căng nữa. Sao hôm nay anh khó quá vậy? Giọng này anh khó rồi. Giọng này anh căng rồi. 3 giây cơ mà. Còn không em đợi nó bay qua em giống lúc nãy á Vi. Cơ hội mình chạy lại nhanh hơn á. Đây này, cái này. Từ từ nha, đợi nó bay qua nè. Từ từ, đợi đi qua nè. Chuẩn bị đi qua nè. Vô. Ê, có chừng. Trời ơi. Khó vậy ta. Ảnh mê em hay sao á? Anh thật sao anh thích em. Anh thích em rồi. Anh thích em lâu rồi đúng không? Thôi giờ mình đừng có la. Mình la ảnh nghe á. Giờ em hát đi. Vi. Rồi vô. Tiếp. Nhanh. Thôi. Trời ơi, em kịp rồi. Anh ơi, cho tụi em qua đi mà. Anh thật xăng. Tức ghê. Trời ơi, tức ghê. Chờ tụi cái nào. Vì cả hai đội đều đã lấy đủ được 3 cờ thợ săn, thế nên các bạn đều được quyền lên khu vực trên cao lấy lá cờ cuối cùng. 3, 2, 1, thả thợ săn. Ủa, nó đang cẩn thận nha Baby ơi, sau lưng. Vô lấy cái chìa khóa chứ Baby ơi, vô lấy cái chìa khóa. Ủa? Ai chơi cái gì vậy? Ủa? Được mà. Ủa? Ai chơi cái gì vậy? Ủa? Được. Ba, hai, một, thả thở xong. Ủa,
nó đang cẩn đâu thận vậy? Nha baby ơi, sau lưng vô lấy cái chìa khóa chứ baby ơi, vô lấy cái chìa khóa. Ủa? Ê, chơi cái gì vậy? Ủa? Được mà. Ủa? Ê, chơi cái gì vậy? Ủa? Được mà. Ủa anh? Ủa? Gọi dễ lửa đi. Anh lửa, ba được lửa mà. Điều này không được phép. Vì ủa bạn vậy chơi vậy, ai chơi đại? Vậy thôi. Kêu định chơi dơ, nhưng mà chẳng được á. Là chơi công bằng chưa? 3, 2, 1, thả thở xong. Trời ơi, thả vậy là chết tôi rồi. Từ từ nha. Vào túc, vào túc, vào túc, vào. Ui, vô kìa, rồi sao? Dạ, dạ. Dạ, đúng rồi. Rồi, giờ anh sao là sao đi vô thử khóa. Nó đang sau lưng anh. Nè, anh vô đầu tiên, anh vô đầu tiên, anh đẩy cái thùng ra xa xíu. Để anh có cái tay anh vô. Rồi, vô cùng hướng luôn, vô liền. Chạy. Nhanh. Chạy. Nhanh. Ủa lũi ra cả thằng đấy nha. Ủa sao hai chìa? Ủa được mà, được lửa. Mới lần nó một chìa thôi mà. Được lửa mà. Mà chỉ chìa khóa mà thôi. Sao mà chơi dơ? Chơi dơ từ vòng mà này chơi dơ mà tính lúc mà tôi là đồng đội mà tôi còn không minh được luôn á. Rồi coi như tôi mất lượt được chưa? Chơi dơ mà minh không được luôn. Chơi dơ mà còn hàng học. Chơi vậy nhàm chán. Thật lại khoe nữa. 4 chìa. Vô túc. Đẩy thùng ra, đẩy thùng ra. Chạy. Rồi vô baby. Tí nữa kéo cái thùng mình xuống. Vô. Sao xa baby à. Vô. Chưa từ từ. Vô đi lấy một chìa. Hay quá. Ê anh nghĩ phải đổi thành viên rồi chứ anh bị chật nữa rồi biết rồi. Ây da. Ê canh giùm em đi, em ngước mặt này không thấy. Vô Khánh, vô Khánh. Mở thử Khánh. Ê Khánh chạy về. Chạy về. Trời. Mở thử Khánh rồi. Ê Khánh chạy về. Trời. Thấy chưa, chơi nghiêm túc sao thắng được. Sao rồi? Rồi vô Tú. Đẩy thùng qua mình. Rồi quay quay. Đẩy thùng qua mình trước. Rồi vô Tú. Đẩy thùng qua mình. Rồi quay. Đẩy thùng qua mình trước. Chạy. Đem lên cho Tú. Khánh vô. Cẩn thận Khánh ơi, chạy về. Đi quá. Đi. Trời ơi. Ê, em. Khánh vô. Cẩn thận Khánh ơi, chạy về. Trời ơi. Ê, em ngồi ra ngoài rồi, phải vô ô đỏ. Ủa? Duy Khánh bị mất một tim. Khó thế. 3, 2, 1, thả thở xong. Cẩn thận nha Vi. Tại nó quay lại nhanh lắm á. Vậy mình cứ nhắm vô hổ vô đây thôi. Vô lấy chìa khóa đi, nhanh. Nhanh Vi ơi. Chạy ra Vi. Hay quá. Rồi, tú vô. Vô tú. Bây giờ căng quá. Căng á, bây giờ cái khúc căng này quan trọng. Ừ. Bình tĩnh nha Vi, em cứ bình tĩnh thôi nha. Nếu mà không được chạy ra liền nha. Cứ bình tĩnh không đi. Không được chạy ra liền thôi. Hai anh đây nghỉ ngơi. Ừ, hai mình ngầm nghỉ xíu đi em. Chứ mệt quá. Tự chơi đi, lớn rồi bé. Trưởng thành đi em chứ mệt quá. Trời ơi, bị chật khớp sáng giờ nè. Bình tĩnh. Vô Tú. Đừng có nhắc. Vô em, cẩn thận nha, nhanh. Cẩn thận. Ra, Vi ơi. Trời ơi. Em biết được cái chuyện của nó chưa? Rồi. Trưởng thành lên em ơi, đừng có liều mạng nha không? Dạ luôn. Dạ Tú. Dạ Tú. Vừa không? Không vừa. Rồi, vậy đổi ghiêu lên không? Được. Được nhá. Vê chú Bi vô nè, chuẩn bị nè. Đây cho đầu em, bình tĩnh. Rồi, vô cùng lúc từ với nó luôn. Nha, từ từ nha. Ghiêu muốn lên không? Chạy đi. Trời ơi. Trời quá, hay quá Bi ơi. Quay lại thôi xăng. Ê, nhắc. Cố lên Bi ơi. Cố lên Bi ơi. Rồi. Hay quá. Trời ơi, tuyệt vời. Bi, hay quá Bi ơi. Hay quá em ơi. Ây da. Ê. Ủa?
Chạy hay quá. Trời ơi, tuyệt vời. Bây giờ Gil lên. Đây đây đây. Gil lên rút cái cờ ra luôn, lên rút cái cờ ra. Tàu thôi. Tàu thôi. Đấy. Ủa? 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 Ủa được hả? Được mà. Tại bên anh không mở ra, không rút cái cờ ra, bên em rút rồi. Chơi 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 nhảm nhảm nhảm. Cuộc chơi 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 bạc 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 bạc. Trời ơi, tội con bé nó cố gắng hết sức. Con bé nó trầy trật, nó xong không bằng chết. Trời ơi. Nó lấy được ổ khóa nó mở ra mà nó ve. Nhưng chẳng lấy cờ. Trong khi đó hai người anh già ở nhà đang trông chờ. Chẳng có gì vẻ vang cả. Đây là vẻ vang chứ. Vẻ vang chứ. Chẳng có gì vẻ vang. Cho thoát là một chương trình đầy sự kịch tính và đầy những tình xảo. Nếu như các bạn không biết nắm lấy cơ hội thì người khác sẽ nắm lấy giùm mình. Đó, giống như trường hợp vừa rồi, Tiểu Vi là người mở cửa, nhưng người bước vào lại là Gil Lê. Và người chiến thắng là team của Tàu Thoát. Tàu Thoát. Slogan của Tàu Thoát là gì ạ? Không thích thì thoát. Không thích thì thoát. Ha. Và với màn hớt tay trên ngoạn mục, đội của Gil Lê đã giành được lá cờ phá đảo. Và ngoài ra, tổng số tiền của các bạn lúc này cũng cao hơn số tiền mà đội BB đang có. Và nói gì nữa, với chiến thắng áp đảo, đội Gil Lê được ghi thêm 5 điểm cho các thành viên của đội của mình. Và tất nhiên, đội thua sẽ không được điểm nào cả. Vậy là anh có nguy cơ vươn lên top 1. Wow! Có phải ngay lúc đầu team của chúng ta là team của những kẻ bị khinh thường không? Không. Các người nghĩ là khi có các người chiến thắng thì chúng tôi không khinh thường các người đâu. Chiến thắng trên là nhìn các người, em nói gì, em định nói gì, em định nói gì, em định nói gì nữa. Do mình sai đấy, do mình sai á. Mà, định nói gì? Cho ông bé nói kìa. Định phán xét người ta nhưng mà bị dấp á. Bị dấp hả? Chiến thắng trên thất bại của người khác. Chiến thắng trên thất bại của người khác rồi. Đúng, đúng mà em. Em người ta đang đúng mà. Tôi không sợ chắc anh cũng như vậy mà. Em gái chị ơi. Em gái chị ơi à. Cổ nhân có câu. Có câu chi? Kẻ thức thời mới chính là trang tuấn kiệt. Đó. Em gái ơi. Thừa nước đục thả câu là chúng tôi. Ủa khoan 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 nha. Tụi mình thắng cũng chính trực lắm chứ bộ, mình làm theo luật mà chúng tụi mình đâu có làm gì sai đâu. Mà các bạn mở khóa, các bạn không lấy cờ thì người lấy cờ là chúng tôi thôi. Quái đản. Chúng tôi có thể yếu. Chúng tôi có thể không có trí lực. Chúng ta có thể ngu ngốc. Nhưng chúng ta biết luật. Tỉnh táo lại Phước, tỉnh táo lại. Những lúc mình thua mình không có diễn cái nét này đúng chưa? Mà những lúc mình thắng thì mình tranh thủ, đúng chưa? Tỉnh táo lên. Nào, tụi hết chúng ta sẽ thể hiện tinh thần. 1, 2, 3. Yeah. Đội của chúng ta đều là những người nằm top. Top đúng. Đầu và top cuối. Top đúng. Đầu và top cuối. Nói là hai cái top luôn. Kính thưa quý vị khán giả, và tôi Ngọc Phước là host của chương trình Chạy Đầu Chờ Thoát. Thì bây giờ chương trình đã kết thúc với phần thắng áp đảo thuộc về đội của Gil Lê và một bàn thua trông thấy đến từ vị trí của Duy Khánh, Tiểu Vi và BB Trần. Hiện tại chương trình Chạy Đâu Chờ Thoát thì được phép kết thúc ở tuần này. Hẹn gặp quý vị khán giả với nhiều thử thách cam go hơn, hấp dẫn hơn. Nói hoài luôn. Xin chào và hẹn gặp lại. Hello. Ê, ê, bắt hồn.
Ai? Yêu dấu này đã trôi xa ngả đường, là tiếng yêu đãi cả riêng mình ta, là gì bằng quá khứ mà thôi, nên anh phải quên. Chưa nó mạng vậy.